Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp quý vị và các bạn trong tin nóng bóng đá ngày 25 tháng 5. Ngày 25 tháng 5 một ngày thật dễ nhớ. Và thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ xác định được những đối thủ của mình ở vòng loại của giải U23 châu Á năm 2023. Ngày hôm nay cũng là ngày mà thông tin rất được người hâm mộ bóng đá Việt Nam quan tâm liên quan tới vòng chung kết World Cup nữ năm 2023 sẽ được công bố. Rất nhiều những câu chuyện để chúng ta chia sẻ cùng nhau trong bản tin nóng bóng đá ngày hôm nay. Biên cương như thường lệ rất là biết ơn quý vị và các bạn đã luôn yêu mến, tin tưởng và dành những khoảng thời gian mỗi ngày, đặc biệt là những khoảng thời gian đầu ngày để uống cà phê, ăn ăn sáng một chút cũng được đúng không? Nhâm nhi và có những câu chuyện chia sẻ bóng đá cùng nhau. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị một ngày thắng lợi. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với những tin tức nổi bật trong tin nóng bóng đá ngày hôm nay. Những tin chính trong tin đóng bóng đá ngày 25 tháng 5 Huấn viên Philippe Coutier sẽ ra mắt đội tuyển Việt Nam tại thành phố Hoa Phượng Đỏ, Hải Phòng Đội tuyển nữ Việt Nam gây bất ngờ với người Bồ Đào Nha khi tới World Cup Cuối cùng những ăn phạt cũng đã được Liên đoàn bóng đá Indonesia đưa ra sau trận chung kết điên rồ của SEA Games 32. Vâng đó là những tin chính trong bản tin ngày hôm nay và chúng ta sẽ mở đầu với trận đấu ra mắt đội tuyển quốc gia của huấn luyện viên Philippe Cruyff. Trận đấu ra mắt đội tuyển quốc gia với huấn luyện viên Philippe Cruyff sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều những sự chờ đợi. Chúng ta chờ đợi những câu trả lời cho hai câu hỏi. Một là huấn luyện viên Philippe Cruyff sẽ gọi những cầu thủ nào vào đội tuyển quốc gia. Ông đã từng nói tới công thức 60 20 và 20. 60 gồm những cầu thủ đã gắn tên mình với đội tuyển quốc gia dưới thời của huấn luyện Park Hang Seo. 20% cầu thủ còn lại đến từ đội tuyển U23 hoặc U20 Việt Nam. 20% khác đến từ những cầu thủ tỏa sáng ở sân chơi V-League hoặc giải hạng nhất quốc gia. Chúng ta chờ đợi trong đợt tập trung tới. Thứ hai, đấy là huấn luyện viên Philippe Coutier sẽ tạo ra diện mạo nào trong cách chơi của đội tuyển quốc gia. Thôi thì đội tuyển U23 Việt Nam chúng ta chưa đạt kết quả như sự kỳ vọng tại SEA Games Nhưng ít nhiều thì vẫn có những sự cảm thông Cảm thông vì thứ nhất là đội năm nay không có những cầu thủ trên 23 tuổi Cảm thông vì yếu tố thứ hai là phải chăng lứa này không tốt bằng những lứa trước đây Tất cả những điều đó thôi thì vẫn phải chờ thêm thời gian để có câu trả lời chính xác Nhưng với đội tuyển quốc gia, với lực lượng gồm những cầu thủ đang đạt tới đội 9 Có bề dày chinh chiến ở mọi đấu trường AFF Cup có, Asian Cup có, thậm chí khắc nghiệt như vòng loại thứ ba World Cup cũng đã có. Họ sẽ thể hiện như thế nào? Tất nhiên, câu trả lời sẽ không ngay lập tức xuất hiện ở trận đấu tới gặp Hồng Kông Trung Quốc vào tháng 6. Nhưng từng bước từng bước, chúng ta sẽ đi tìm những gì huấn luyện viên người Pháp muốn thể hiện ở đội tuyển quốc gia Việt Nam. Chính vì thế mà những thông tin liên quan tới trận giao hữu vào tháng 6 tới của đội tuyển quốc gia Việt Nam đều rất được quan tâm. Tháng 6 tới đây, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại để chuẩn bị hướng tới vòng loại World Cup 2026. Ở đợt tập trung này, đội tuyển Việt Nam có trận giao hữu quốc tế với đội tuyển Hồng Kông Trung Quốc vào ngày 15 tháng 6 lúc 19h30 trên sân vận động Lạch Tray, Hải Phòng. Đây cũng là trận đấu quốc tế đầu tiên của đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của tân huấn luyện viên trưởng Philippe Cossier. Và theo thông báo chính thức từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, địa điểm diễn ra trận đấu này sẽ là sân vận động Lạch Tray của Hải Phòng. Thời gian qua, sân lạch chay đã được đầu tư nâng cấp và đủ tiêu chuẩn để tổ chức các trận quốc tế quan trọng. Bên cạnh đó, khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, trong đó có sân Mỹ Đình, đang dính vào khá nhiều vấn đề, khiến nơi đây cũng khó tổ chức trận giao hữu này. Đội tuyển Hồng Kông Trung Quốc hiện đang được dẫn dắt bởi huấn luyện viên người Na Uy John Anderson. Vị chiến lược gia này từng dẫn dắt nhiều đội bóng tại châu Âu như Borussia Mönchengladbach, Mainz 05 của Đức, Jansburg của Áo. Cần phải nói thêm đội tuyển Việt Nam sẽ có khoảng một tuần tập luyện chuẩn bị cho trận đấu này và đây cũng có thể xem là trận ra mắt ở đội tuyển quốc gia của huấn luyện viên Philippe Cousier. Trước đó thì ông mới chỉ dẫn dắt các đội lứa U. Việc trận đấu được tổ chức trên sân lạch chay khiến các cổ động viên đất cảng rất hào hứng và đón chờ sự kiện này. Để chuẩn bị cho trận giao hữu với đội tuyển Hồng Kông Trung Quốc, thì huấn luyện viên Philippe Cousier sẽ có khoảng thời gian tập trung một tuần với các thành viên của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Cụ thể là đội tuyển của chúng ta sẽ tập trung vào ngày mùng 7 tháng 6 sau khi kết thúc vòng 11 của V-League năm 2023. Tập trung ngày mùng 7 tháng 6 và đá giao hữu với đối thủ vào ngày 15 tháng 6. Một quãng thời gian đủ để có những sự đánh giá cho các thành viên của đội tuyển quốc gia. Trong đợt này thì đội tuyển quốc gia của chúng ta chỉ gặp đội Hồng Kông Trung Quốc thôi. Còn Indonesia họ thậm chí gặp Messi, gặp nhà đương kim vô thế giới Argentina. Thế nhưng trong rất nhiều những sự hào hứng thì mới đây một chuyên gia của bóng đá Thái Lan lại dội một cơn ác mộng khi nói rằng uh, đội tuyển Indonesia gặp Thái Lan còn tốt hơn là gặp Argentina. Cụ thể, chuyên gia bóng đá Mohamed Kosani cho rằng việc Indonesia đá giao hữu với Argentina chẳng mang lại kết quả gì cả. Ông này nói tốt hơn là chúng ta nên thử sức nhiều hơn với những đối thủ ở cấp độ nhưng khoảng cách không quá xa trận giao hữu với Hàn Quốc chẳng hạn. Điều này cũng rất thú vị cho khán giả dù có thể không hấp dẫn như trận đấu với Argentina. Tương tự như vậy, trận đấu với Thái Lan chắc chắn sẽ sôi động, lối chơi của Thái Lan cũng giống Việt Nam. Vâng ông Mohamed Kursani, chính xác là chuyên gia của bóng đá Indonesia đã chia sẻ như vậy. Thôi thì mỗi người một ý kiến, nhưng cá nhân biên cương vẫn cho rằng được so tài với Argentina với Messi với uh, Lautaro Martinez và rất nhiều những nhà vô địch thế giới khác vẫn là một điều gì đó hết sức đặc biệt cho nên uh, giữa nhiều ý kiến khác nhau thì biên cương nếu như được là người quyết định của bóng đá indonesia biên cương vẫn cho rằng cứ đá với argentina đi dù thua dù không đạt được nhiều kết quả thì vẫn là một giấc mộng uh, đã trở thành sự thật với nhiệt nhiều tuyển thủ của đội tuyển indonesia và thưa quý vị, ngày hôm nay lúc 14 giờ theo giờ Việt Nam thì tại trụ sở của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC tại Kuala Lumpur của Malaysia sẽ diễn ra lễ bốc thăm vòng loại của giải U23 châu Á năm 2024. Buổi lễ này sẽ diễn ra với rất nhiều những sự kỳ vọng. Như chúng ta đã biết là sẽ có 10 bảng 4 đội và một bảng 3 đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. 11 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ góp mặt ở vòng chung kết châu Á dành cho lứa U23 năm 2024 được tổ chức tại Qatar. Như chúng ta đã biết thì đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta với thành tích tốt tại giải đấu này năm 2022 được xếp ở nhóm hạt giống số 1 cùng với các đội đó là Bahrain, Trung Quốc, Indonesia, Jordani, Hàn Quốc, Kuwait, Arab Tajikistan, Thái Lan, Uzbekistan và tất nhiên gồm Việt Nam của chúng ta. Và như vậy là chúng ta nhìn qua thì cũng có thể thấy là chúng ta tránh được tương đối nhiều những đối thủ khó chịu. Tuy nhiên nếu không may thì chúng ta vẫn có thể gặp những đối thủ mạnh ở nhóm 2 thì có Iran, nhóm 3 thì cũng có một vài cái tên đáng chú ý như là Oman chẳng hạn, đá cũng hết sức là khó chịu. Nhóm 4 thì còn có Triều Tiên hay Qatar cũng đều là những nền bóng đá rất phát triển. Cho nên chúng ta cứ tạm vui mừng với việc chúng ta ở nhóm hạt giống số 1 thôi, nhưng nguy cơ phải đối diện với những đối thủ khó chịu vẫn có thể xảy ra. Điều chúng ta quan tâm chính là việc chúng ta sẽ là chủ nhà của bảng đấu có Việt Nam và bảng đấu này cũng như các bảng đấu khác của vòng loại U23 châu Á sẽ được diễn ra vào tháng 9 tới. Đó là những câu chuyện liên quan tới đội tuyển quốc gia và đội tuyển U23 Việt Nam. Còn bây giờ thì chúng ta quan tâm một chút tới đội tuyển nữ Việt Nam. Đội tuyển nữ Việt Nam thì chúng ta biết là sẽ giữ World Cup, một điều thật khó tin nhưng đã trở thành sự thật. Và chiến công đó đã được người đứng đầu chính phủ Việt Nam gọi các cô gái của đội tuyển quốc gia Việt Nam là những cô gái kim cương. Hôm nay thì buổi lễ công bố về đơn vị sở hữu bản quyền World Cup, kênh phát sóng sẽ chính thức được diễn ra. Quý vị, các bạn có thể theo dõi toàn bộ trên kênh YouTube bình luận viên Tạ Biên Cương cũng như fanpage bình luận viên Tạ Biên Cương. Còn chúng ta cũng biết là gặp đội đương kim vô thế giới Mỹ, gặp đội đương kim Á quân thế giới Hà Lan khó lắm. Nhưng chúng ta hy vọng có thể làm nên bất ngờ khi gặp đối thủ đó là Bồ Đào Nha. Hơn này hết thì người chia sẻ về việc đội tuyển của chúng ta có thể gây bất ngờ trước đối thủ Bồ Đào Nha có thể làm nên điều kỳ diệu chính là người rất hiểu bóng đá Bồ Đào Nha, tiền đạo Huỳnh Như. Mới đây trên trang VN Express Huỳnh Như đã có những chia sẻ thú vị. Mới đây tiền đạo Huỳnh Như cho biết bản thân mình học hỏi được nhiều điều trong thời gian chơi bóng ở Line FC. Ngoài ra trên suốt quê Trà Vinh tin đội tuyển nữ Việt Nam cũng có những tố chất rất đặc biệt và đủ khả năng để tạo ra bất ngờ tại World Cup năm 2023 dành cho nữ. Khi chơi ở Bồ Đào Nha tôi rút ra được kinh nghiệm là phải tự tin Nếu không chúng ta sẽ bị các đối thủ to cao ở đó uy hiếp tinh thần Họ rất nhanh nhẹn, quyết liệt máu lửa, không ngại va chạm từ khi tập Thậm chí còn quyết liệt hơn cả lúc thi đấu Để hướng tới World Cup năm 2023 tôi nghĩ cầu thủ Việt Nam ngoài tự tin Cũng có thể phát huy tố chất về kỹ thuật và sự tinh quái Cầu thủ châu vượt trội về thể hình nhưng họ lại xoay sở chậm và nặng nề Mọi người đều thấy khi sang lanh FC tôi vẫn có thể chơi tốt vì thế tôi tin nữ Việt Nam vẫn có thể làm nên những điều kỳ diệu tại World Cup sắp tới. Một chia sẻ mới đây của đội trưởng đội tuyển nữ Việt Nam. Huỳnh Như cũng chia sẻ về việc ở Bồ Đào Nha họ biết gì về Việt Nam. Nhiều người ở đó không biết Việt Nam là ở đâu, họ không biết nhiều về chúng ta. Khi tôi nói Việt Nam sắp đá World Cup, họ đã không tin. Tuy nhiên đến khi Bồ Đào Nha vào được vòng bảng mới ngã ngửa khi biết Việt Nam đã có mặt ở đó từ trước cả Bồ Đào Nha rồi. Tôi nói với một số nhà báo của họ rằng giờ thì các anh biết Việt Nam rồi đấy bước đầu chúng tôi sẽ đánh bại đội tuyển của các anh tại World Cup khi đó họ có vẻ không được hài lòng cho lắm khi tôi nói như vậy hiện đội tuyển nữ Việt Nam đang hội quân tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ để chuẩn bị cho những ngày tháng sắp tới hướng tới vòng chung kết World Cup năm 2023 trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Bồ Đào Nha chắc chắn là trận đấu rất được chờ đợi nhất là người được chú ý nhiều nhất là Huỳnh Như và thực tế như chúng ta đã từng nói thì từ giá trị của việc đội tuyển nữ Việt Nam chúng ta giữ World Cup không chỉ là thành tích mà còn là việc nhiều nơi trên thế giới sẽ biết tới cái tên Việt Nam trong địa hạt bóng đá. Đấy, như bản thân Bồ Đào Nha, nhiều phóng viên thể thao, phóng viên bóng đá của họ cũng có biết Việt Nam đâu. Và đến khi Huỳnh Như chia sẻ thì họ mới ngã ngửa ra là wow, hóa ra đội tuyển nữ Việt Nam này còn giữ World Cup trước cả đội tuyển nữ Bồ Đào Nha, những người phải đá vòng loại liên tục địa. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang những cầu thủ cũng đang thi đấu ở nước ngoài nhưng là những nam cầu thủ. Đầu tiên sẽ là trường hợp của Văn Toàn, như chúng ta đã biết mới đây thì tại giải K League 2 Văn Toàn đã thực hiện một cú đá bóng chạm vào xà ngang nhưng không thể ghi bàn nhưng vẫn cho thấy Toàn đã có dấu hiệu chơi tích cực. Và mới đây thì trong một trận đấu thuộc vòng 18 Cúp Quốc gia Hàn Quốc khi Seoulilen của Văn Toàn gặp đại diện của K-League 1 giải đấu cao hơn là Gwangju FC. Thì Văn Toàn không được đá chính ở trận này. Nhưng Văn Toàn đã được vào sân từ băng ghế dự bị và khi vào sân từ băng ghế dự bị thì uh, văn toàn đã tạo ra một tình huống tấn công rất là hay tình huống tấn công này đã được tờ star new korea của hàn quốc đánh giá rất cao và có những mỹ từ để ca ngợi cụ thể tờ báo này viết văn toàn đã khuấy đảo hàng phòng ngự của Gwangju fc bằng một pha đi bóng kỹ thuật của mình rồi truyền bóng tới chân của tiền đạo u -Jong wan trong vòng cấm nhưng cầu thủ này sau đó lại dứt điểm thiếu chính xác Văn Toàn và o sân chơi tốt nhưng đồng đội không tận dụng được và bi kịch ập đến với Seunilan khi họ nhận bàn thua ở phút 90 cộng 2 khi mà Yeo đã ghi bàn duy nhất của trận đấu giúp đại diện của K League 1 đánh bại đại diện của K League 2 là Seunilan. Vào ngày 28 tháng 5 tới thì Văn Toàn và Seunilan sẽ tiếp tục đá ở K League 2 gặp câu lạc bộ Ansan Greeners. Trận đấu này diễn ra vào lúc 16h30 và hy vọng rằng Văn Toàn có thể sẽ được ra sân ngay từ đầu hoặc ra sân từ băng ghế dự bị. Nhưng điều quan trọng là hy vọng rằng Văn Toàn sẽ có được bàn thắng đầu tiên. Dẫu sao thì hoàn cảnh của Văn Toàn lúc này cũng khá khẩm hơn rất nhiều so với hoàn cảnh của Quang Hải tại Pháp hay Công Phượng tại Nhật. Mới đây thì cũng tại quốc quốc gia thôi nhưng Công Phượng một lần nữa không được đăng ký thi đấu và Chanadip Songkrasin, một siêu sao khác của bóng đá Đông Nam Á cũng chấp nhận cảnh tương tự được đăng ký mà chẳng vào sân thi đấu một phút nào. Mới đây Nguyễn Công Phượng không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu ở trận Yokohama FC đối đầu với San Grese Hiroshima ở loạt trận thứ 5 vòng bảng Cúp Quốc gia Nhật Bản mùa này. Đội bóng của Công Phượng đã hết cơ hội đi tiếp ở giải đấu này khi để thua cả 4 trận đấu trước đó tại vòng bảng. Cuộc đối đầu với San Grese Hiroshima vào ngày 24 tháng 5 của Yokohama FC vì thế chỉ mang ý nghĩa thủ tục. Tuy nhiên Công Phượng một lần nữa không được huấn luyện viên Yomura Suhei điền tên vào danh sách đăng ký thi đấu Chiến lược gia người Nhật Bản sử dụng tới 3 ngoại binh trong danh sách đá chính và hai cầu thủ ngoại khác trên băng ghế dự bị, nhưng cầu phượng vẫn chẳng có tên. Kể từ đầu mùa, tiền đạo quê Nghệ An chỉ mới được huấn luyện viên đăng ký 2 trận, tất cả đều đến ở cúp quốc gia. Cựu sao của anh Gia Lai ra sân trong 2 phút bù giờ ở trận Ikuhama thua Nagoya 2-3 hôm 5 tháng 4. Trong khi đó, Chanathip Brazil cũng không được đăng ký thi đấu khi Kawasaki Frontale đối đầu với Urawa Red Diamonds ở lượt trận thứ 5 cúp quốc gia Nhật Bản. Vâng và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện từ bóng đá Đông Nam Á Đó là Thái Lan thì đã phạt rất nặng các cầu thủ ban huấn luyện của mình Vì tham gia vào vụ ẩu đả trong trận chung kết bóng đá Nam SEA Games 32 Người ta cũng chờ đợi là Indonesia sẽ làm thế nào với những cầu thủ và thành phần của ban huấn luyện Tham gia vào vụ ẩu đả đó Thái Lan thua trong trận chung kết Indonesia thắng Và không biết có phải vì lý do đó hay không mà ông Thô Hia một ông chủ cũ của câu lạc bộ Inter Milan, đội sẽ tra đá trận chung kết Champions League vào ngày 11 tháng 6 tới, đã quyết định không phạt ai. Theo tờ CNN Indonesia, Linora Indonesia đã không đưa ra bất cứ án phạt nào đối với đội tuyển U22 nước này, bao gồm các cầu thủ ban huấn luyện và các quan chức đã để xảy ra vụ xô xát ở trận chung kết SEA Games 32 vừa rồi. Đây là lời khẳng định của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia, ông Eric Thohir. Ông chia sẻ thêm về quyết định này như sau. Tại sao chúng tôi phải can thiệp nhỉ? Tại sao chúng tôi phải tự trừng phạt mình? Vậy đấy, vâng, chúng ta đều sẽ sửa sai. Điều đầu tiên chúng tôi nghĩ tới thì có những hành động khiêu khích có thể dung thứ được, một số thì không. Qua những lời chia sẻ của mình, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia cho rằng mọi hành động xuất phát từ phía đối phương và những hành động sau đó của Indonesia là có thể tha thứ được. Dù vậy, ông vẫn tỏ rõ sự tôn trọng đối với các nước tham dự SEA Games. Chúng tôi rất tôn trọng Việt Nam, Thái Lan, các quốc gia khác khi chúng tôi ở Campuchia, chúng tôi đã có quan hệ rất tốt với các liên đoàn và tôi đánh giá cao liên đoàn bóng đá Thái Lan. Chuyển sang những thông tin trước vòng 9 của giải quyết quốc gia V-League năm 2023. Hôm nay ngày 25 tháng 5 thì chưa diễn ra các trận đấu nhưng ngày mai thì các trận đấu của vòng 9 sẽ diễn ra rồi. Và vòng đấu này thì rất nhiều những đội bóng sẽ chịu tổn thất, trong đó có câu lạc bộ giàu tham vọng là Thép Xanh Nam Định. Dù đang trong giai đoạn quan trọng của mùa giải nhưng câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định và Hải Phòng đều không có lực lượng mạnh nhất cho vòng 9 V-League 2023. Nam Định đang có phong độ không tốt trong thời gian gần đây. Ở vòng 8 V-League 2023, đội bóng Thành Nam dù có lợi thế sân nhà nhưng đã để Hải Phòng cầm hòa 1-1. Qua đó chính thức văng khỏi top 4 trong sự thất vọng của người hâm mộ. Sang đến vòng đấu tiếp theo, Thép Xanh Nam Định sẽ có chuyến làm khách được dự báo là rất khó khăn trên sân của Bình Định, ứng ừ, cử viên cho chức vô địch năm nay. Quan trọng là vậy như đội bóng thép xanh Nam Định sẽ thiếu vắng tiền vệ Khắc Ngọc vì án treo giò của ban tổ chức bởi cầu thủ này đã nhận đủ 3 thẻ vàng ở những vòng trước đó. Còn với Hải Phòng họ sẽ thi đấu trên sân nhà tại vòng 9 để tiếp đón câu lạc bộ Khánh Hòa. Ngoài ca chấn thương của Xuân Trường đội bóng đất cảng còn phải nhận án treo giò của trường hợp Lê Trung Hiếu. Trận đấu giữa Hải Phòng và Khánh Hòa diễn ra vào lúc 19 giờ 15 ngày mai. Chúng ta đã mở đầu bản tin với câu chuyện về FIFA Days của đội tuyển Việt Nam. Còn FIFA Days hay những trận đấu vòng loại Euro của các đội bóng nổi tiếng trên thế giới thì sao? Đội tuyển Anh đã chính thức gạch tên người cùng khổ, tiền đạo Raheem Sterling. Tại sao lại gọi Raheem Sterling là người cùng khổ? Bởi vì anh ta gia nhập Chelsea đúng mùa mà Chelsea thực sự là bê bết, đang khủng hoảng. Còn đội bóng cũ của anh thì lại đang đứng trước cơ hội giành quán ba lịch sử. Quả là đáng buồn cho Sterling, nhất là khi anh lại không được huấn viên Gareth Southgate điển tên vào đợt tập trung tới. Vào tối ngày hôm qua, huấn luyện viên Gareth Southgate công bố danh sách 25 cầu thủ chuẩn bị cho hai trận đấu ở vòng loại Euro 2024 trong tháng 6 tới. đáng chú ý, Raheem Sterling không có tên. Người đại diện của Sterling lý giải nguyên nhân cầu thủ này không có mặt trong đợt tập trung này như sau: Sau cuộc trò chuyện giữa huấn luyện viên Southgate và các cầu thủ, quyết định chung được đưa ra là Raheem Sterling sẽ không lên tuyển trong các trận đấu sắp tới. Thay vào đó, Sterling tập trung vào việc hồi phục thể lực để chuẩn bị cho mùa giải mới. Theo The Athletic, Sterling bị gạch tên, song anh vẫn có trong kế hoạch của huấn luyện viên Southgate. Mùa này, tuyển thủ Anh trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp. Anh chỉ ghi 9 bàn sau 37 bảy trận khoác áo Chelsea. Cầu thủ 28 tuổi từng rời trại tập trung của Tam Sư ở World Cup 2022 do gia đình ở quê nhà bị trộm đột nhập. Anh trở lại Qatar đúng lúc Anh thua Pháp ở tứ kết và bị loại. Sau World Cup 2022, Sterling không được triệu tập lên tuyển ở hai trận mở màn vòng loại Euro 2024 gặp Ukraine và Italia vào tháng 3. Tại vòng loại Euro 2024, tuyển Anh nằm ở bảng C với các đội Italia, Ukraine, Manta và Bắc Macedonia. Ở đó trận mở màn chiến dịch tìm vé tới Đức, họ toàn thắng hai trận trước Italia và Ukraine để chiếm đỉnh bảng với 6 điểm. Ở loạt trận vào tháng 6 tới, Tam Sư sẽ lần lượt chạm chắn Manta vào ngày 17 tháng 6 và Bắc Mariana vào ngày 20 tháng 6. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc tin bóng đá ngày 25 tháng 5 hôm nay. Bên cương một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Mong quý vị và các bạn đưa ra những ý kiến của mình trong phần bình luận về những câu chuyện chúng ta chia sẻ ngày hôm nay cùng nhau và cũng đừng quên like cũng như là share video này cũng như bấm đăng ký kênh để ủng hộ kênh YouTube bình luận viên tại biên cương quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo.